thưa quý vị cuối giờ chiều nay phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh đã có buổi tiếp đoàn thị trưởng thành phố oakland và doanh nghiệp bang california hoa kỳ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng lê trung trinh chào mừng và chúc sức khỏe bà shenthao thị trưởng thành phố oakland cùng các thành viên trong đoàn đồng thời giới thiệu khái quát về thành tựu tiềm năng và định hướng phát triển của thành phố đà nẵng cùng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa đà nẵng với một số địa phương của hoa kỳ trong đó có thành phố oakland Hiện thành phố Đà Nẵng đã thu hút 85 dự án FDI Hoa Kỳ, vốn đăng ký gần 800 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 20% tổng vốn FDI đầu tư vào thành phố. Các dự án hoạt động rất hiệu quả. Chủ tịch Lê Trung Trinh mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào Đà Nẵng, nhất là các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh như công nghệ thông tin, công nghệ cao. Bà Sen Thao, thị trưởng thành phố Auckland, chân thành cảm ơn sự đón tiếp chú đáo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và mong muốn hai thành phố sẽ ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, tài chính, thương mại, xử lý rác thải. Thành phố Auckland là thành phố cảng và cảng Auckland là cảng biển lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Do vậy, thành phố Auckland rất mong muốn đầu tư hợp tác với Đà Nẵng trong lĩnh vực cảng biển.